Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của đồ gỗ Sư Và Này Đức Thiện. Với đội ngũ đông đảo những người nghệ nhân yêu nghề, có tâm huyết với nghề, trong những năm vừa qua, đồ gỗ Sư Và Này Đức Thiện là địa chỉ tin cậy của rất nhiều thượng khách đam mê nghệ thuật khảm mộc trong và ngoài nước. Chúng tôi luôn nỗ lực từng ngày, hoàn thiện từng ngày để đem tới cho khách hàng những sản phẩm nghệ thuật khảm mộc xa cơ trên gỗ, mang đậm chất nghệ thuật, đảm bảo các tiêu chí bền, đẹp, độc đáo và ý nghĩa, mang tinh hoa của nghề khảm, làm đẹp cho không gian ngôi nhà của bạn, cũng như thể hiện được cái sự giàu có, chất chơi và sự tinh tế khác biệt của chính gia chủ. Và hôm nay trong video này, chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn, những người đam mê nghệ thuật khảm mộc, một tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo, một tấm tranh khảm mộc với đề tài rất là thân thuộc và được nhiều thượng khách lựa chọn để trang trí cho ngôi nhà của các bạn. Điển tích thể hiện trên tấm tranh này được rất nhiều những nghệ nhân thể hiện trên nhiều chất liệu khác nhau, và các bạn đã từng gặp, có thể là trên các tác phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ, có thể là tranh thêu hoặc là tranh sơn mài. Và hôm nay đó là tranh khảm mộc xa cơ. Đề tài cũng có nhiều tên gọi khác nhau. Có người gọi là phú quý bạc đầu, có người gọi là vinh hoa phú quý. Thực ra thì tất cả các cách gọi ở trên đều đúng cả. Một lát tôi sẽ phân tích từng chi tiết, ý nghĩa của từng chi tiết thì các bạn sẽ hiểu được vì sao lại có những cái tên gọi như vậy và nó đều đúng. Trên hình ảnh các bạn đang xem đó là hình ảnh một cành hoa hồng, có thể gọi là một nhánh hoa hồng với nghệ thuật vô cùng độc đáo. Đầu tiên là những cái miếng ốc xa cơ, những cái miếng ốc dài và đỏ vàng chanh, có rất nhiều tông màu, có sự chuyển thể màu sắc rất là độc đáo. Với tấm tranh này thì những người nghệ nhân sử dụng một cái nghệ thuật cực kỳ là độc đáo và khác biệt, đó là nghệ thuật phân màu. Tại sao tôi nói như vậy? Các bạn hãy để ý nghệ thuật phân màu ở đây. Từng cái lá cây thường thường là người nghệ nhân sẽ đổ cái màu, sử dụng nguyên liệu ốc là màu xanh, xanh ngọc. Màu xanh này rất là đắt tiền. Những cái miếng ốc xanh ngọc này đắt lắm các bạn ạ. Và những cái cánh hoa thì có màu đỏ vàng chanh, có sự chuyển màu đỏ vàng chanh, hồng, kết hợp với những cái nghệ thuật sen lọng. Hai cái kỹ thuật khảm này thì đòi hỏi cái tay nghề của những người thợ, là những người thợ thủ công lành nghề, những người nghệ nhân có kinh nghiệm mới làm được những cái tác phẩm mà đòi hỏi cái yêu cầu nghệ thuật khắt khe như thế này. Tất cả những cái cánh hoa hồng các bạn để ý đều là có phần sen lọng rất là kỹ. Sen lọng có nghĩa là người ta cắt cái, ví dụ những cái cánh hoa như trên hình các bạn đang xem, các bạn để ý trong từng cánh hoa thì cái viền bên ngoài có cái màu khác biệt so với lại cái nòng cánh hoa bên trong. Tức là người nghệ nhân đã cắt một cái phần khung xương rất là nhỏ, nhỏ như sợi tóc, đã nọng, đã dùng một miếng ốc rất là to và cắt cái vành, nọng cái vành, sau đó nhét một miếng ốc vào bên trong để tạo ra cái sự, cái điểm nhấn cho từng cánh hoa, cái sự khác biệt cho từng cánh hoa. Và để làm được điều này rất là kỳ công các bạn ạ. Tức là người thợ mỗi lần muốn cắt một cái vành của cánh hoa như vậy, muốn nọng một cái vành thì người ta sẽ lấy một cái miếng ốc to tương đương với cái cánh hoa, sau đó người ta khoan một cái lỗ ở bên trong, người ta tháo cái lưỡi cưa ra khỏi cái cưa
và cái lưỡi cưa lúc này nó nhỏ như sợi tóc, người ta xuyên qua cái lỗ đó và người ta nắp cái lưỡi cưa trở lại, người ta cắt. Và đấy là lý do mà tại sao các bạn để ý những cái vành của cái cánh hoa, nó cái phần khung xương đó nó không có một cái nét đứt nào cả. Và ở những cái cánh chim, các bạn để ý những người nghệ nhân khảm ốc sa cừ của chúng tôi cũng sử dụng cái nghệ thuật, cái kỹ thuật là sen lọng để tạo nên cái sự sinh động cho những cái cánh chim này, rất là cầu kỳ và tinh tế. Và như các bạn thấy trên hình ảnh bức tranh, đó là một đôi chim. Chim ở đây, những người họa sĩ, những người nghệ nhân khi mà thể hiện cái bức tranh này, vẽ ra cái bức tranh này cũng rất là ý nghĩa. Đó là chim có đôi có cặp, thể hiện lại đậu trên cành hoa hồng, thể hiện cho tình yêu, hạnh phúc của lứa đôi. Bởi vì thế mà bức tranh này cũng được rất nhiều người lựa chọn làm quà tặng tân gia, quà tặng đám cưới. Và bốn chữ như trên hình ảnh các bạn đang thấy, bốn chữ lớn có nghĩa là hoa khai cát tường. Cũng có người đọc là hoa khai kiết tường, tức là hoa nở an lành. Và hai hàng chữ ở bên dưới xin dịch cho quý vị và các bạn, đó là phong lai hoa vũ tự và vân đáo điểu năng ngôn, có nghĩa là dịch ra tiếng Việt đó là gió thổi lay hoa nở, mây bay chim hát ca, tức là cũng có ý nghĩa là đất nành chim đậu. Đề tài này được sử dụng rất là phổ biến trong việc trang trí nhà cửa vì cái ý nghĩa rất là hay của bức tranh. Nói chung ai chơi cũng được, và các bạn có thể lựa chọn để treo ở phòng khách cũng được, phòng ngủ cũng được. Nếu chắc các bạn treo ở phòng khách thì có nghĩa là đất nành chim đậu. Các bạn cũng có thể treo ở phòng thờ cũng được. Còn nếu mà các bạn nhìn cái tông cảnh thì các bạn cũng có thể treo, lựa chọn treo ở phòng ngủ cũng được. Nó cũng tượng trưng cho cái hạnh phúc lứa đôi. Một phần nữa các bạn để ý đó là phần khung tranh. Khung tranh ở đây được những người thợ mộc của chúng tôi đóng khá là dày dặn và chắc chắn. Đó là khung có cái những cái viền đốt trúc, đốt tre. Tất cả đều là gỗ niền hết các bạn ạ. Cho nên tấm tranh này khá là nặng. Nhìn tổng thể, bức tranh rất là cân đối, hài hòa. Với điểm nhấn đó là ốc sa cừ đỏ, vàng chanh và xanh ngọc, tạo nên cái màu sắc rất là đặc biệt. Các bạn có thể ghé mắt theo chiều này thì có thể đó là đỏ vàng chanh. Các bạn có thể ghé mắt theo chiều ngược lại, đó là xanh thiên lý. Và đây là một tác phẩm, một phiên bản đặc biệt của tấm tranh với đề tài này. Bởi vì tấm tranh này chúng tôi cũng làm, với đề tài này chúng tôi cũng có làm một tấm tranh ở phân khúc tầm khá cũng có, nhưng đây là phiên bản đặc biệt. Nếu các bạn muốn xem một cái bức tranh giống như thế này ở phân khúc khá thì sau chúng tôi sẽ up một cái video tiếp theo để các bạn xem. Các bạn có thể có cách nhìn, cách phân biệt được cái mức ốc sa cừ được sử dụng trong bức tranh này. Toàn bộ bức tranh này đó là chúng tôi sử dụng toàn bộ đó là ốc đỏ vàng chanh của Singapore. Cho nên chất ốc rất là sáng và lấp lánh, sáng bóng, không có độ gằn nhỉ, hầu như không có bị gằn. Và toàn bộ những cái các bạn để ý đó là những cái nòng cánh hoa này, đó là
ốc thịt bên trong. Và khi làm, trước khi làm nên bức tranh này, chúng tôi đã có một cái tâm niệm, đó là sẽ tạo nên một cái phiên bản đặc biệt của đề tài hoa khai kiết tường này. Cho nên chúng tôi ngay từ đầu chúng tôi đã cân nhắc sử dụng, lựa chọn bắt đầu từ người nghệ nhân thực hiện cho đến việc sắp xếp nguyên liệu. Và chúng tôi đã dồn toàn bộ tinh hoa của người thợ, tinh hoa của ốc xà cừ vào trong tấm tranh này. Một tác phẩm nghệ thuật rất là đáng sưu tầm. Tấm tranh này thì có kích thước là 1m32 x 70cm. Khung của nó dày là 5 phân. Phần gỗ thì được làm trên chất liệu gỗ là gỗ gụ Quảng Bình. Và hiện tại tác phẩm này thì đang được trưng bày tại Đồ gỗ Sư Văn Anh Đức Thiện, địa chỉ là 49 Cộng Hòa, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn quan tâm có thể xem trực tiếp tại cửa hàng. Các bạn cũng có thể liên hệ với số hotline của chúng tôi, đó là 0913101976. Sản phẩm này chúng tôi bán, bảo hành và vận chuyển tới nhà của quý vị trên toàn quốc. Cam kết với quý vị và các bạn, ốc xà cừ của Singapore 100%. Hình ảnh chi tiết quý vị và các bạn cũng có thể truy cập vào website là đogodukthien.vn, danh mục là tranh khảm ốc để xem những hình ảnh chi tiết của chúng tôi. Quý vị nhớ nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật sớm nhất những video về những cái sản phẩm cũng như các chương trình khuyến mại giảm giá của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Chúc các bạn sớm tìm được những cái món đồ đẹp ưng ý để trang trí cho ngôi nhà của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.